Chấm qua đã quay trở lại với FA Channel, Minh Hùng Review đây. Và đúng như tựa đề của video này, năm 2022 và chính xác hơn là thời điểm hiện tại, mua iPhone Lock đúng là một sai lầm. Cho dù mức giá của nó quá rẻ, nhưng chúng ta vẫn còn tồn tại cực kỳ nhiều thứ và mình sẽ chia sẻ thêm nha các bạn trong video ngày hôm nay nhé. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu như các bạn đang muốn săn sale và mua cho mình những dòng iPhone hàng chính hãng với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả của video này nhé. Tất cả những dòng iPhone hàng quốc tế rồi hàng New Seal đều có cho anh em. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết, iPhone Lock nó có một cái điểm mà chúng ta có thể gọi là chí mạng để có thể so sánh trực tiếp được với hàng quốc tế. Đó chính là về phần mức giá. Trước đây thì iPhone Lock có mức giá chênh lệch nhau khoảng tầm là 10% so với iPhone quốc tế. Tức nghĩa là với một con iPhone, ví dụ như là iPhone 8 Plus chẳng hạn, có mức giá bán ở cửa hàng là 7 triệu thì iPhone Lock loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 6 triệu hoặc là thấp hơn 6 triệu một tí. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ có một khoảng tiết kiệm giá hơn. Hoặc là ví dụ như là con iPhone 13 đi, thì iPhone 13 gọi là line new bán với mức giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 17 triệu thì con iPhone 13 Lock bán với mức giá đâu đó khoảng tầm là 15 triệu, kiểu như thế. Thì như vậy là iPhone Lock thời xưa đến nay thì nó được có một cái mức giá tốt hơn so với mức giá iPhone quốc tế. Và thời điểm này năm 2022 thì các bạn mua iPhone Lock giá nó còn rẻ hơn nhiều so với iPhone quốc tế, thậm chí là chênh lệch lên đến là 20%. Ví dụ như là con iPhone 8 Plus này, các bạn mua hàng Lock với mức giá bây giờ chỉ có hơn 4 triệu. Ví dụ như con iPhone 11 đang có trên tay mình ở đây, mua hàng Lock mức giá chỉ có loanh quanh khoảng tầm 7 triệu. Rồi mua con iPhone XR hàng Lock thì loanh quanh đâu đó chỉ có hơn 5 triệu. Hoặc là mua con iPhone 12 hàng Lock thì mức giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm trên dưới 10 triệu một tí. Rồi mua iPhone 13 hàng Lock thời điểm này, các bạn có thể mua với mức giá loanh quanh đâu đó trên 13 triệu. Các bạn thấy rằng là thời điểm này mà mua iPhone Lock thì mức giá quá hời luôn đúng không? Mức giá hời như vậy nhưng mà chiếc iPhone chúng ta nhận lại được thì đó vẫn là một con iPhone chính chủ đến từ nhà Apple. Và chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để chơi game, chụp ảnh, giải trí tương tự như là một con iPhone hoàn toàn bình thường khác, với một cái mức giá nó rẻ hơn, màn hình vẫn vậy, khả năng hiển thị tốt, camera vẫn ngon, thời lượng pin vẫn y chang như là những dòng quốc tế hay là những dòng sản phẩm khác. Vậy thì tại sao mình lại nói rằng iPhone Lock đã hết thần thánh và bây giờ chúng ta không nên mua iPhone Lock nữa? Đó là về vấn đề sim sóng của nó. Như các bạn đã biết đấy, iPhone Lock nó khác iPhone quốc tế là Lock là một cái phiên bản khóa mạng. Và trước đây khi mà những dòng iPhone Lock thịnh hành và bán được với một số lượng rất tốt là do nó có cái mã ICCID. Và với cái mã ICCID này, các bạn có thể là fake được những cái sản phẩm iPhone Lock thành một con iPhone quốc tế và chúng ta dùng gần như mọi tính năng của nó y chang một con iPhone quốc tế luôn, từ nạp tiền này, rồi chúng ta có thể làm một số thứ như là rút sim ra, cắm sim vào mà không cần phải cái miếng sim ghép bé tí ở trên tay. Nó fit được tất cả những lỗi liên quan đến FaceTime. Nhưng thời điểm hiện tại và cách đây chính xác là khoảng tầm 10 ngày trước đổ lại đây thì cái mã ICCID đã chính thức đi về dĩ dãng rồi các bạn ạ. Thế nên chúng ta không thể nào mà sử dụng những cái tính năng thần thánh của ICCID và chúng ta quay trở lại với một con iPhone Lock đúng nghĩa từ trước đến nay. iPhone Lock đúng nghĩa là gì? Là chúng ta bắt buộc là phải dùng thêm một cái miếng sim ghép và cái miếng sim này có nhiệm vụ là đánh lừa chiếc máy rằng đây người ta đang sử dụng nhà mạng của Nhật, của Hàn, của Mỹ gì đó. Đó, và với cái việc là dùng sim ghép ấy, thì nó sẽ tồn tại rất là nhiều cái vấn đề. Ví dụ như là sóng sánh không ổn định. Thực sự là đối với cá nhân mình dùng con iPhone quốc tế nhiều khi sóng sánh nó còn như thế. Thì nếu như các bạn dùng một con iPhone hàng Lock và dùng thêm cái sim ghép đè lên cái sim của mình thì chắc chắn sóng sánh của nó không ổn định và rất là yếu, cũng như là hay bị văng mạng và văng active. Đấy, khi nào mà dùng một hồi cái văng lên hello active lại rồi xin chào các kiểu là đó, kiểu như thế thì cái sóng sánh của nó không ổn định. Và cái tiếp theo nữa là 4G của nó yếu hơn hẳn so với lại những con iPhone quốc tế chúng ta đang dùng đó. Ví dụ như là mình dùng một con iPhone quốc tế 4G có thể là chạy được khoảng tầm 50-70 MB đúng không, thì với con iPhone Lock nó chỉ bằng đâu đó 1/2, thậm chí là thấp hơn, thậm chí trong nhiều điều kiện nó còn không dùng được mạng cơ. Rồi, và dùng iPhone Lock nếu chúng ta dùng sim ghép nó sẽ hao pin hơn đâu đó khoảng tầm 2-5% so với một con iPhone quốc tế. Đây là điều mà có rất là nhiều kênh YouTube, có rất là nhiều anh chị kỹ thuật đã chứng minh rồi. Rồi là với một chiếc iPhone mà dùng sim ghép thì nó sẽ không dùng được tính năng FaceTime, không dùng được tính năng iMessage
và các bạn muốn fix điều này thì phải jailbreak máy. Rồi nó cũng được cái lỗi cái vấn đề là nạp tiền di động bằng cách là sao 101, sao 102 không được luôn. Rồi nó sẽ lỗi cái nhắn tin là cộng 84, tức là tất cả những đầu số liên quan ở Việt Nam nhắn tin đến chúng ta thì nó sẽ bị cái đầu số là cộng 84. Và một cái vấn đề đau đầu nhất là với cái chiếc iPhone lock mà là gắn SIM kép này này thì chúng ta sẽ hơi mệt ở các vấn đề đó chính là update iOS. Có thể là phiên bản iOS 15.4.1 nó đang dùng được con SIM kép là bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta update lên một cái phiên bản big update hơn, ví dụ như sắp tới iOS 16 đi, thì có thể là cái SIM kép này nó còn không dùng được trên iOS 16, thì chúng ta phải mất thêm tiền mua SIM kép và tồn tại rất là nhiều các vấn đề đau đầu khác. Ví dụ như là lâu lâu bị vang active về một số bạn mà chúng ta không biết cách active SIM ấy, thì chúng ta cũng không biết làm kiểu gì, lại phải mang ra tiệm, cực kỳ là đau đầu. Với những bạn mà chúng ta đã dùng iPhone lock trước khi mất cái CCID thì không có vấn đề gì, các bạn cứ để nguyên đấy mà dùng vì các bạn vẫn có thể là dùng được tất cả những tính năng. Còn nếu như những bạn mua sau này mà các bạn chưa fix quốc tế, chưa fix CCID thì thực sự đây là một cái vấn đề cực kỳ là đau đầu luôn. Mà mình nghĩ rằng là với một con iPhone lock giá rẻ hơn chẳng được bao nhiêu, mà với hàng tá cái vấn đề như thế thì chúng ta mua iPhone lock làm cái gì, chẳng thà tầm tiền đó cố thêm một tí mua con iPhone quốc tế dùng ổn định hơn này, rồi dùng được 2 SIM nữa này, rồi không có lo đến vấn đề sóng sánh chập chờn ảnh hưởng đến công việc cuộc sống của mình. Thực sự mình thấy rằng là iPhone lock bây giờ với từng đấy vấn đề mình khuyên các bạn là không nên mua. Còn nếu các bạn muốn tìm một cái sản phẩm mà nó chạy iOS, có cấu hình mạnh, có mức giá rẻ để làm iPod, kiểu thay thế một con máy tính bảng ấy, để phục vụ cho nhu cầu giải trí mà không cần gắn SIM nghe gọi, thì có thể cân nhắc mua iPhone lock nhá. Vì thời điểm này mua iPhone lock thì giá quá ngon luôn. Rồi, đây là một cái video mà mình phân tích về iPhone lock trong năm 2022. Đấy, giá rẻ như thế nhưng mà không nên mua anh em nhé. Nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn. Bye bye.